Nam Anh, tôi chỉ kịp đưa mẹ về quê, còn Nam em lại kẹt ở Sài Gòn. Mới đây, Nam Anh đã có mặt tại buổi lễ ra mắt một game show truyền hình. Tại đây, cô chia sẻ với công chúng và báo giới về tâm trạng, cảm xúc khi trở lại công việc sau dịch bệnh. Tôi đang rất vui mừng và háo hức khi được trở lại với công việc sau một thời gian dài dịch bệnh. Trong thời gian vừa qua, tôi bị mắc kẹt ở quê nhà nên rất lo lắng, nồn nào muốn được quay trở lại công việc, được đến dự các sự kiện, được ăn diện, trang điểm xinh đẹp. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sau đại dịch mình vẫn còn sống sót, có sức khỏe để làm việc. Đó là một điều may mắn nhất rồi, tôi không mong chờ gì hơn. Tôi cũng mong đất nước sớm khắc phục hậu quả đại dịch và phục hưng kinh tế mạnh mẽ hơn, để nghệ sĩ chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc. Trong khoảng thời gian dịch bệnh vừa qua, tôi chủ yếu ở quê nhà, sống hòa mình cùng thiên nhiên. Tôi thậm chí còn xuống ruộng, làm việc đồng áng như một nông dân thực thụ. Tôi làm những công việc của một người phụ nữ Việt Nam truyền thống và cảm thấy đó là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp tôi có cơ hội nhìn lại bản thân mình nhiều hơn, định hướng tương lai tốt hơn. Từ đó tôi quay trở lại công việc một cách nhiệt huyết hơn. Thực sự, bản thân tôi khi ấy không hề đoán trước được mức độ kinh khủng của dịch bệnh. Nhưng tôi may mắn ở chỗ đưa mẹ về quê kịp thời. Ngay sau hôm tôi đưa mẹ về quê, Sài Gòn đóng chốt, tôi và mẹ phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, tôi chỉ kịp đưa mẹ về quê, còn nam em lại kẹt ở Sài Gòn. Nhưng nam em không buồn chán mà cùng Sài Gòn chiến đấu trong một giai đoạn nguy hiểm và căng thẳng. Tiếp đó, Nam Anh tâm sự về việc cùng Nam Em tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới. Sắp tới đây, tôi sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, đó là một tâm huyết rất lớn của tôi. Tôi coi đó là sân chơi để tôi tiếp cận, có góc nhìn mới với khán giả.